拿掉。Mày có thịt này, đang có. Thôi ăn cơm nhá. Thôi ăn cơm trong bữa này nhá. Gà. Linda. Cái gì đây? Hả? Ủa Linda biết cái gì đây á? À, nhìn. Chân gà, quế queo, quế queo, quế queo. Thơm thơm không? Wow. Ăn cơm như vậy nào? Ok. À, đây con. Vô, không vô, đúng rồi. Trời ơi, làm ăn cơm nhé. Con ngồi đây. Con ngồi đây, ngồi lấy cơm này. Trời. Cái này thịt gà để mẹ ăn cơm. Dễ lên đa này. Mẹ lấy con Linda vô đây nha. Linda ăn nhiều hay ít đây? Nóng 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 nóng, từ từ con. À, cô ăn cơm mà từ từ mẹ thổi cho. Cho con. Mày thổi cho nha. Thôi ngồi một xíu ăn tiếp. Nóng hả? Thịt gà này. Thơm. Con trời đi ngủ nha. Con trời nhả hết vậy. No rồi hả? Giờ mình no. Con này, bên này Nono, bên này của mẹ Nono. Không được. Con ăn đây, con ăn mặn không được đâu. Không nên ăn mặn, ăn cơm lạc thôi, ăn trái cây và uống sữa, hiểu không? Thôi thịt gà mà móc miệng đi, đừng có móc miệng. Cục thịt gà này như thế nào?
ăn cơm nữa không? Có trái cây này, con ăn gì mà lấy nha. Vô đây ngồi luôn. Ăn đây, con nho đó. Nho trong chôm này. Cam nữa. Không ăn à? No rồi à Linda? Vậy là ăn cơm à? Cái cà ngon quá. Con ngồi đây nhé, mày lại lấy sữa tao cũng ngồi đây, ngồi đây nhé, ngồi đây không? Ăn cơm trái cây uống sữa nữa đây no, tao con. Nói chưa? Quá no này. Không cần đâu, mình ăn lên thôi. Linda giỏi quá, Linda giỏi quá. Chút buồn con ngắt rồi. Ngon quá rồi. No quá rồi hả? Sụt nho nhè đang không uống nữa rồi. Đâu đưa mày cắt ra. À, chút nữa uống tiếp nha. Thôi đừng cố gắng mà. Uống sữa nữa không? Mày cắt ra. No quá rồi nè.
ngủ. Có phim. Không có ai nằm xuống. Rồi nằm đấy luôn hả? Có phim gì bà ơi, hoạt hình hay quá bà ơi. Này, phim này, phim. Khí đâu? À.